Ồ, nghe tốt thì ok, anh em mình sẵn nay cũng bàn luận luôn. Thưa anh, là hôm nay tôi hai chúng ta ở đều ở nước Mỹ cả, nhưng mà tôi thì về Việt Nam rồi, một đứa ở Việt Nam, một đứa ở nước Mỹ. Thì hôm nay đáng lẽ không có chuyện gì nói, nhưng mà tại buồn quá phải kiếm chuyện để mà nói. Nó thẳng vậy. À, hôm nay là ngày 19 tây tháng 5 là ngày sinh nhật của Bác Hồ, cái điều đó nhân dân Việt Nam đều biết cả, mà nó trùng ngày của người Việt Nam đá banh với lại cái thằng Malaysia. Và bây giờ chẳng Ok. biết phân thắng bại, tôi không còn biết gì đó, tôi không quan trọng nữa. À, chào anh, buổi sáng nước Mỹ. Vâng, Anh đã nghe tôi xin nói. chào anh Công. Chào anh Công Nguyễn. Mình không biết là ngày hôm nay rồi đá banh đá bóng sao, nhưng mà nếu mà ngày hôm nay mà Việt Nam mà ăn Malaysia, tức là mình có buổi tiệc, mình có buổi vui lắm á, và mình có buổi tiệc rất là vui á. Thì xong cái chuyện này á, Vâng. xong 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 cái cuộc nói chuyện này, thì là mình cũng sửa soạn xong cái là mình phải lên trên lên trên Santana đi ăn buổi tiệc ở trên đó với người bạn ở Việt Nam qua. Mà cũng đúng ông hẹn tôi sao mà Ok. không biết là sao ông hẹn sao mà đúng ngày hôm nay. Bây giờ Hả? hôm nay mình đúng ngày hôm nay là ngày 15 19 tháng 5 nè, thành thử ra xong cái chuyện này đó là xong cái chuyện với anh là tôi mặc quần áo rồi tôi đi lên luôn á. Thì thưa anh thế Thế này. à? Dạ. Thì như vậy là anh em Khoan, mình à, tôi cắt lời chút xíu để hỏi mọi người ở dưới càng có nghe rõ hai anh em tôi nói hay là không, để hai anh em mình nói xong rồi thiên không có nào hạ nghe không hết biết nó gì. đâu. bây giờ Ờ, bây giờ tối nói nghe là chẳng là vậy nè, ông biết tại sao không? Là tại vì bây giờ hôm nay anh đang đá banh nè, mình nói không có ai nghe đâu, trên này chỉ có năm không nghe cần, không cần, có nghĩa là người nào mà nè. vô diễn đàn mình thì nghe được thôi, không thôi Ông có vậy để. thôi. Ok vậy. Ờ, vậy thôi, ok. Tốt Mỗi rồi, năm ok. dạ cứ cứ mỗi mỗi năm ở đây thì anh mình ở bên Mỹ này anh, thì cái ngày sinh nhật của Bác Hồ, tức là ít có người nào ít có người nào hiểu hiểu tới mà nói lắm, mà nói tới lắm. Chỉ chung những người Việt Nam mình á, những người ở Việt Nam mình á mà có liên hệ Việt Nam á, thì họ mới nhớ, thế họ nói chuyện thôi, chứ còn Đúng rồi. thực sự ra thì có cái gì nè, thì năm nay á, là đúng một cái lúc tuần vừa rồi đó, cái ông Thủ tướng Phạm Minh Chính á, Đúng hôm tôi rồi. qua bên này ông họp á, thì là cái chuyện đầu tiên mà ông đến này, tức là ông ra cái đền của ông Thomas Jefferson, thì ông đặt làm hoa ở Cái đó. người viết một bài tuyên ngôn độc lập á. Thì lãnh đạo của Việt Nam á, mà đến thăm đền ông Thomas Jefferson là thăm thăm lâu rồi, mấy lần rồi, mấy người rồi, chứ chứ ông không phải là lần đầu tiên. Nhưng mà cái Không lần phải này đâu, chẳng qua vì đó, cái này nó đồn, chẳng qua vì này làm lớn chuyện thôi, chứ thực chất từ xưa tới giờ kể cả sinh viên học sinh ai cũng rờ dài, rờ gót, rờ lưng, rờ mông, rờ cu, không có chơi tới cái điều mà cho ai nói. Nhưng mà hôm nay nói là bởi vì ông Phạm Minh Chính, mình nói đúng một rồi cách anh. cho mình nói cho anh, cho Phượng nghe nè, tại vì cái người hôm nay đến với nước Mỹ nó thành công quá sức tưởng tượng. Tôi nói như vậy để Đúng cho anh hiểu là, cho nên vì chuyện đó nó mới dựng chuyện lên. Chứ mẹ cái rồi. tự mà Thomas Edison nó có nghĩa địa gì đối với người Việt mình hiện Đúng nay, rồi. từ Ông hồi mở xưa mở vậy nó ra không có là nghĩa địa gì hết. thì thế này, thì nó xảy ra cái câu chuyện là thì mình á, thì hôm nay là ngày sinh nhật là Bác Hồ, thì ngày hôm nay đó là tôi nghĩ là chỉ có những người mà ở Mỹ như mình á mà thì mới hiểu được, mình mới ngẫm nghĩ lại những cái điều mà ngày xưa, những cái chuyện đó ngày xưa nó xảy ra khi Bác Hồ đến đất Mỹ này, rồi về Massachusetts, Đúng Boston, rồi. để nhìn, để học, để coi con người Mỹ họ di chuyển thế nào, họ sinh trưởng, họ họ Nói họ chung họ là tham quan, tìm hiểu và nghe. khai thác để Đúng rồi. mà lấy cái điều đó để Đúng mà rồi. về cứu dân tộc của mình, nói thẳng là như vậy. Cái điều Đúng đó mình rồi. không cần phải nói nhiều nữa.
nhưng mà Ừ. mình không ngờ là ý tôi mua roi lên la hôm nay á là cũng nói cho anh hiểu điều là tôi thì giống như anh thôi, mẹ chẳng biết Bác Hồ là ai cả, Đúng. nhưng mà sau khi mà qua nước Mỹ rồi mình mới Đúng sưu lục và tài rồi. liệu gõ Đúng rồi. lên tất cả những tình nước ngoài thì mới hiểu được ông Hồ là ai. Chứ Đúng tôi từ xưa tôi đâu biết ông ra đó là ai đâu, rồi. bởi vì mình lính ngụy mà, tôi chỉ đang quân hòa mà, anh cũng vậy thôi. Thì có một cái kết một cái kết rất là buồn cười nha. Ha, thế là ông là doanh nhân thế giới là đúng rồi, đúng rồi. Nó có một cái điều duy nhất nha, thưa anh, thưa ê, tao mày mẹ chứ rồi chứ, biết tôi ha. Nói vui thôi, chứ còn chả không dám nói vậy đâu. Nhưng cái gì vậy? Không có một doanh nhân nào ở nước Mỹ và không có một doanh nhân nào ở nước thế giới, các nước thế giới mà được khoảng 10 nước xưng danh đặt tượng và để đặt tên đường, Đúng rồi, duy nhất đúng rồi, có Bác Hồ. Chúng Bác Hồ đúng rồi, đúng rồi. mà nói chứ Bác Hồ là bạn ăn theo thôi, chứ mình cũng chẳng biết Bác Hồ gì cả. Nhưng mà nói như vậy để mình hiểu là ổng vĩ đại cỡ nào, cái điều đó là mình Đúng không bàn cãi nữa. Mình không bàn cãi là bởi vì ở đây anh có thể nói tôi ngu, mẹ đúng mày nghe cộng sản mày nghe, ê, cho một người rồi hai người rồi ba người, rồi. 100 người rồi 1.000 người rồi 1 triệu người. Không lẽ đất nước Việt Nam mình hết 100 người, 100 triệu người ngu hết à? Bây giờ cho là 100 triệu người dân Việt Nam mình ngu đi thì toàn thế giới này kể cả Liên Hiệp Quốc đều ngu à. Rủ má mày nói vừa phải thôi, mình nói vậy mình nói ngu vậy. Nhưng Nhưng mà thực mà có những kẻ rất ư là mất dạy, nó vẫn cho cái điều đó là chịu điều xảo trá, anh thấy không? Có nghĩa là một trong những cái kẻ đồi bại nhất lịch sử nó vẫn cho là Bác Hồ nhà mình á. Giờ mình nói rồi rõ ràng luôn, tôi và anh là người Việt Nam, máu thịt chúng ta cũng là người Việt Nam. Khi tôi chết hoặc là anh chết thì ai cũng muốn là đem thân xác về Việt Nam cả, chẳng ai bỏ xứ người cả. Cái điều đó là điều tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời tôi, giống như anh thôi chứ không khác gì cả. À, nhưng mà nó có những người ở đây mình không xưng tụng, tôi rõ ràng tôi chẳng biết Bác Hồ là ai, nói thẳng. Nhưng mà qua sử sách, qua những kinh nghiệm, qua những cái tài liệu thế giới, qua những cái UNESCO, những cái Liên Hiệp Quốc, nó không phải chuyện mà bé con giống như kiểu ba đứa con nít ranh. Ý tôi muốn nói là những cái đứa mà nói chuyện mà chống đối là đừng đứa những đứa con nít ranh miệng hòn còn hôi sữa. Tôi nói thẳng là vậy, tôi nói thẳng luôn. Trong đó nó gồm những cái tên này, chẳng hạn như là BD Trương nè, Tân Thái nè, rồi cái gì Trương Trương nữa ở Úc, các đại khái ba Nguyễn Văn Đài, ba đứa miệng còn hôi sữa, miệng còn hôi sữa. Nói cầm nghe nè, mình phải ở đất Mỹ này, rồi mình phải đi làm việc với họ, Đúng, rồi mình ăn ở đây, rồi mình ngủ ở đây, rồi mình lớn đúng lên ở đây, rồi, mình vui ở đây, buồn ở đây, rồi mình mới hiểu được là cái sự vĩ đại. Mình chỉ biết chỉ rõ có mình ràng, cái sự vĩ đại của Bác Hồ khi mà Bác Hồ đến đây, đến Boston này và chẳng ra về này đúng nữa nha. rồi. Thì Bác Hồ đến đây là không phải là Bác để đi Bác đi chơi hay là Bác để sống ở đây hết lập gia đình đây, Bác đến đây là Bác có lý do, tại Bác Không ở Mỹ cũng có có thời gian rất là ngắn, Bác đi làm ở đây thì khi mà Bác mình chỉ nói một cái điều thế này này, cái nơi khi khi mà Bác ở Boston ấy, thì Bác làm ở trong cái Bác làm một đúng người thợ rồi, làm bánh một người thợ ở làm trong bánh cái thôi. thợ làm bánh Nhưng mà ở trong nghe nói là cái viện nghe nói cái viện bảo tàng vẫn còn anh, thì cái nhà cái bếp viện đó. bảo tàng vẫn còn. Đấy thì cái nhà bếp đó, đó nơi mà Bác Hồ Bác đứng ở đó là cái Bác làm việc ở đó, đó cái bàn làm bánh của nó bằng cái mặt bàn nó bằng đá này, thì là cái bàn đó họ vẫn còn giữ lại ở nơi đó đây, họ đăng lên những bức hình của Bác, người ta Bây giờ kể lại những cái câu chuyện. tôi cắt lời anh kia ra. Cái điều đó anh nói là tất cả mọi thế giới đều hiểu rồi. Ok. Nếu mà nước Mỹ mà không tôn trọng Bác
thì cái bàn nó đập mẹ rồi từ lâu rồi. đúng Cái lý rồi do tại sao giữ lại, tôi đúng không rồi cần nói nhiều kia, tôi không cần nói chuyện đó, mà một nước Mỹ không nghĩa địa gì cả. Nước Pháp có, Anh có, Ý có, Liên Xô có, Ba Lan có, Điệp Khắc có, nói chung tất cả những cái nước mà Bác Hồ đi ra qua đều giữ lại những kỷ niệm của ông, và tất cả mọi người đều tôn trọng, và tất cả mọi đất nước đó đều đặt tên tượng và đặt tên đường của Bác Hồ. Điều đó mà làm là mình suy nghĩ cái là điều đó mình suy nghĩ. Tôi là một thằng chống cộng cực đoan mà, trời ơi tôi ghê gớm lắm, nhưng mà cháu không nổi anh ơi. Rớt 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 xin lỗi anh tôi xíu, tại vì nó rớt cái cái nói là không có gì cháu đâu. không nổi. Đúng rồi. Cháu không nổi, cháu không nổi là bởi vì sao? Bởi vì cái điều mà thực tế nó xảy ra trước mắt họ họ nhận biết được. Tôi cũng giống như anh, tôi chẳng biết Bác Hồ là ai cả, nhưng cái điều là bao nhiêu năm mình bôn ba xứ người, mình mới cảm thấy cái điều đó đúng, Bác Hồ làm đúng. Và cái ngày 19 đây tháng 5 là ngày sinh nhật của Bác, cái trong nước mà cờ hoa rực rỡ tưởng niệm cái ngày sinh nhật Bác là điều đó đúng 100%. Tôi hoan hô và tôi tán thành điều đó Cái thôi. anh nói là cái thành thử ra là chỉ có đến khi mà mỗi lần anh biết không, cái đền của ông Thomas Jefferson đó là cái đền nó nằm một mình, nó nằm bơ bơ bên kia cái bảo hộ anh, chứ nó không có nằm chung một cái đoạn này, tức là cái đền ít ít có người tới lắm. Cái đền của ông Thomas Jefferson là cái ông mà ông Cơ bản mà soạn ông bản rồi soạn bản tuyên ngôn rạch tôi biết mà. đó là ông ở mãi thít bên kia cái đền đó, là chắc ông là người đầu tiên thành thử ra họ xây cái đền xa mãi thít bên kia, đi bộ từ cái bên này bờ hồ qua bên kia bờ hồ, lấy đi bộ khoảng chừng nửa tiếng mới thấy à, chứ mày không, tại mình nhìn thấy mà mình biểu mình đi. Thì thành thế này nè, cái tài tình của của Bác Hồ chứ này, khi mà Bác qua đây ấy, thì là Bác khi mà Bác viết cái tuyên ngôn độc lập á, năm 1945 ấy, tức là Bác lấy nguyên một cái dòng đầu, mấy cái dòng hàng chữ đầu Bởi của cái vì bản tuyên ngôn không thể, tôi nói cho anh nghe mang qua nè, họ. tôi nói cho đúng y mà tôi xác nhận cho 100% là đúng, là lý do tại sao anh giật tất cả mọi thi tiếng trên cõi đời này theo nguyên văn như vậy thì không sai, là bởi vì Đúng không ai được. rồi. Bây giờ tôi nói hỏi là đạo văn đâu, con mạng mã cha Không có, bao giờ không phải, tao nói không phải tiếng đâu bạn. Việt y chang Không phải. vậy, không phải ý tôi muốn nói là có khi à anh dịch ra tất cả mọi thứ tiếng nó không phải. Bây giờ tôi muốn nói cái chuyện giống y chang vậy thì cũng không phải là đạo văn, là bởi vì tôi nói tiếng Đúng rồi. Ả Rập, tôi muốn nói Trung Quốc cái này không phải đạo văn. Bạn Đúng quá rồi. rồi tôi rất Thì tôi để mình nói thêm chút rồi nữa anh ha. nói anh Thì nói đi anh nói đi. đến khi mà mình qua bên này, đến khi mình đọc đến cái bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam á, cái rồi nó có dính líu đến bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ á, lúc đó mình lúc lúc đó là mình đã có computer rồi anh. Lúc tôi đọc cái bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam là cũng lâu lắm rồi, cũng phải tôi nghĩ là hai chục năm rồi đó, phải 20-30 năm rồi chứ không phải không á. Thế thì tôi mới coi coi, để tôi nói là để tôi coi rồi mới tôi mới tìm ra coi là từ cái lúc mà các bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ khi mà họ viết ra năm 1776 á, Rồi, lòng việc của tao. cho đến ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 khi mà Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam, thì tôi nói là 110 mấy năm đấy nhá. Thì để tôi coi, có tôi tìm coi là có một cái người nào, có một cái quốc gia nào mà họ có cái làm cái bản tuyên ngôn độc lập không. Đầu tiên là tôi tìm đó là đầu đầu tiên là mình tìm coi là có cái một cái quốc gia nào mà có bản tuyên ngôn độc lập không. Không có anh à, không có Tôi nào nó viết biết điều đó cả. và tôi thắc mắc ở chỗ này nè, vô buồn cười chứ nè, có những câu từ của bản tuyên ngôn độc lập của Jefferson đồng ý, bây giờ cũng lời tiếng Việt, cái lời tiếng Việt nha, có quyền tối thượng có người được là được quyền sống, thì anh Đúng dịch rồi, tiếng Anh không nó cũng y chang thôi, đúng rồi, có đúng khác rồi, gì ý của bạn đâu. đúng rồi, đúng rồi Anh anh, thấy chỉ rõ là ràng không?
Nhưng mà là khi tao nói cái việc á thì nó nói là ba thằng kia mà xạo lộn á, đủ mà nói là mày ăn cắp người ta. không phải mình phiên dịch thì thế này này thì vậy nè thì mình mỗi mỗi lần mình đọc đến các bản tuyên ngôn độc lập thì mình của người Mỹ rồi mình đọc các bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam thì mình lại nghĩ là cái hoàn cảnh của Việt Nam mà lúc đó mà cái bản tuyên ngôn độc Đúng rồi. nó ra đời anh biết năm Tôi thì anh á, 1945 tôi thì anh á, tôi thì anh là cắt lệnh trước. Cái bản tuyên ngôn độc lập mà Việt Nam ra đời nó có ý nghĩa hơn gấp trăm ngàn, theo tôi nha, là gấp trăm ngàn lần nước Mỹ. Là bởi vì sao? Là bởi vì chỗ này, ở đất nước Việt Nam ngay thời buổi mà Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc, là đất nước Việt Nam bị ngoại xâm sâu xé. đấy này nè, để nói nghe nè, cái chuyện mà cái Khoan, nước tôi Việt chưa Nam nói hết, tôi chưa nói hết. Trong khi đất nước Việt Hoa Kỳ khi độc lập tự do rồi mới đọc bản tuyên ngôn độc, nó khác xa ở cái chỗ là đất nước Việt Nam đúng rồi, hiện giờ đang hòa bình, có nghĩa đúng là rồi, nhớ rồi, có nghĩa đúng rồi, là đang bị sâu xé bởi, anh hiểu tôi nói không? đúng rồi, Thành đúng ra rồi, cái là giá trị của cái lời nói của Bác Hồ nó lớn hơn cái bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. hiểu anh nói lại Ý mình rất là nghĩa bằng lòng thì ý nghĩa là nó giống nhau nhưng giá đúng trị lớn hơn. Tôi anh nói nói vậy vậy để mình tôi, đây đây là tôi nói anh là nói một cả một tấm lòng, là bởi vì sao? đúng Hàng ngàn năm nay và hàng trăm năm nay đúng chúng ta ở nước mình bị sâu xé bởi ngoại bang, hết thằng rồi Tàu hết thằng Tây hết, nói chung là đã không có một lúc nào yên. Tôi nói vậy cho anh hiểu rằng cái giá trị của cái lời nói của Bác Hồ nó giá trị hơn trăm ngàn lần của giá trị của Jefferson, là bởi vì sao? đúng rồi. Lúc đó Việt Nam mình hiện đang trong cái tình trạng đang bị nè, tôi Hiểu nói rồi. cho anh nghe, tôi nói nó không giống như nước Mỹ, bởi vì khi nước Mỹ Đúng thanh bình rồi, rồi. Mới Jefferson mới nói câu đó. đúng 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 anh nói cái điều đó thì anh nói là mình rất là bằng lòng với cái điều đó và cái điều đó điều rất là mới nhé. Cái hoàn cảnh mà ra đời của các bản tuyên Hôm ngôn độc lập Việt nay Nam nó tôi khẳng toàn định với anh, tôi là một người Việt kiều xa xứ, và ngay thời điểm tôi đang nói chuyện với anh, tôi đang ở Việt Nam, và đúng tôi bằng lòng với cái số phận của tôi ở đất đúng nước Việt rồi Nam. Thế thôi, như vậy cho anh hiểu. thưa anh thế này Và này đất nước chúng rồi, anh nói đi. có anh nhắc lại cái một cái chuyện mà cái hoàn cảnh cái ra đời của hai bản tuyên ngôn độc lập thì nó hoàn toàn khác nhau thì cái điều đó Khác là nhau xa lắm, tôi nghĩ tôi rất là tâm đắc với cái điều đó. Thứ nhất là thế này anh đúng này, rồi. khi khi mà cái bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam ra đời đó, tức là Việt Nam mình vẫn còn là người nô lệ, Vâng, mình vẫn còn bởi vậy nô tôi lệ mới nói Pháp anh đó, đó, đúng rồi cái giá trị của lời Bác Hồ nó lớn đấy, hơn gấp trăm ngàn lần của Jefferson. đúng, Việt Nam mình vẫn còn là người nô lệ chứ không phải là Việt Vâng, Nam mình đã thoát ra cái nô lệ, mình đã đó. đánh đánh đưa đánh nhau đấy. Thì đó đây tôi nghĩ là các bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam nó là một cái ngọn đuốc soi sáng cho cả cái dân tộc Việt Nam để đi tới đó chứ không Nó không phải ở Việt Nam không đâu bạn ơi, mà nó soi sáng tất cả mọi dân tộc nô thế lệ trên thế giới luôn. đấy Bằng đúng đúng chứng ngay bây giờ thời hiện đại nè, nước Pháp biểu tình, nước Đức biểu tình, nước chó gì biểu tình, nó cũng đưa ra nước có lá cờ Việt Nam mà. đây này. Cái điều thứ hai nữa là cái hoàn cảnh mà cái đó là cái hoàn cảnh về 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 lịch sử, còn cái hoàn cảnh nhân văn nữa là thế này nữa nè, khi mà các bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam mà ra đời đó thì Việt Nam trong năm trước năm 1944 đây họ vừa trải qua một trận nạn đói kinh khủng chết ở ngoài Bắc không đó. Chưa dân chưa đến 20 triệu người mà dân của Bắc của tôi đó chết khoảng 2 triệu người, Anh điều đó có ơi, nghĩa là cứ anh là 10 tôi xin anh người cái cứ 10 người
cứ Tôi 10 biết, người tôi ấy, biết thì điều là đó, tôi biết, 10 tôi về biết, trật tự tôi ấy. biết, tôi biết, Và tôi, tôi để biết. tôi nói thêm cái này, trong tất cả những cái chết của người ta thì cái chết đói nó làm cho người ta hèn hạ nhất, chứ nó khác Tôi hẳn nói cho là cái sự nghe, tôi nói tâm tôi anh. xin phép anh kia, tôi xin phép này. Chúng ta nên bỏ qua cái giai đoạn đó. Bởi cái giai Hiểu đoạn hiểu đó là đất nước mình là nó quá ư thảm khốc, và đúng. nó mình phải nói một cái từ gì đó mà nó tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước Việt Nam mình thời gian đó. Mà anh có hiểu rồi do đâu mà như vậy, Thì đúng. anh hiểu đó, đúng rồi. Thành ra vì cái chỗ đó tôi muốn nói là cái bản tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ của mình đó, nó là một lời nói, mà lời nói đó nó đi đôi với hành động. Mình phải nói một câu như vậy, tức là nó trên cả tuyệt vời và nó đi trước, mặc dù nó là đi sau cái bản tuyên ngôn như rất là sình, nhưng hai cái thái cực nó khác nhau xa lắc xa lơ. Và cái giá trị nhân văn, cái giá trị của con loài người đó thì Bác Hồ mình nó trên cả tuyệt vời. Chứ nó không phải giống như kiểu như là nói theo kiểu như là rất là sình, cái chữ đạo văn không đúng, tôi xác Không nhận có. hoàn toàn không đúng. Là bởi vì chỗ này anh dịch tiếng Việt và anh dịch tiếng Anh, cái từ đó giống như kiểu là tôi có quyền được sống, ví dụ vậy. Thì anh dịch tiếng Anh thì thế nào đi, và tôi dịch tiếng Việt thế nào đi, anh hiểu tôi không? Nhưng mà cái giá trị nhân văn ở chỗ là thời điểm mà Bác Hồ ra tuyên ngôn thì đất nước chúng ta vẫn còn ngoại bang sâu xé. Tôi nói nhắc đi nhắc lại rất là Lệ nhiều lần rồi đó, đối với anh Tấn Quân để là nghe nô này, lệ. để nói nghe này, anh cứ thử tưởng tượng đó, mà lúc đó lúc mà cái đời ông Thomas Jefferson đó, mà ông viết cái bản tuyên ngôn độc lập đó, thì là cái người, nếu mà một cái người da đen nào ở đất Mỹ này Khôi mà viết được cái điều đó thì người ta nghĩ thế nào? Tại vì thế này đúng rồi, là khi mà ngon ông Thomas Jefferson ông nói là tất cả mọi người được sinh ra là được bình đẳng á, là ông nói ai? à. Ông phải nói với người da đen, ông chẳng phải nói với người da vàng, ông chẳng phải nói người Việt Bởi Nam. vì Mà đầu tiên đó tôi nói là cho, ông tôi trong đời nói ông nói chúng nó không, tôi nói chúng để bây giờ nói tôi là nói cho anh nghe nè, chúng nó không thể lừa gạt chúng ta được. Bởi đúng vì rồi. nước Mỹ này, bởi vì này hình thành lên là bởi vì nô lệ, Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Anh đúng thử tưởng không? tượng lúc Đúng, đó mà cái ông đúng rồi, Jefferson, có vậy, ông Thomas Jefferson cũng là người da đen coi, đúng rồi. Ông rõ ràng thế thôi là chết rồi. làm sao mà có được cái chuyện với anh. Nhưng mà cái người da đen ở đất Mỹ năm 1776 đó, đó là cái người Việt Nam ở tại Việt Nam năm 1945 đó. Mà Đấy anh biết không anh? đó, anh hiểu tôi rồi đó, anh hiểu tôi rồi. Cái người nô lệ da đen ở đất đất Mỹ này năm 1977 đó, khi mà đến tôi là sinh viên đó, tôi đi học cái cua là văn minh Để con xuống rồi cho bố đi lịch lên cho quẹt. sử nước Mỹ hay là văn minh nước Mỹ đó, là tôi ông thầy ông có nói tôi một câu mà ông nói nhiều lắm, nhưng mà mình nhớ được câu tôi: người nô lệ da đen ở Alabama đến bây giờ năm 1978 vẫn còn là người nô lệ. Ông giáo sư người da trắng ông dạy, ông nói vậy đó. Mà mình nhớ hoài câu nói của ông. Tức là thế này anh nè, Đúng rồi. chỉ có những người, tôi nghĩ đó là mình phải ở đây mình nhìn cái nô lệ của da đen. Cái đời mà khi mà ông Thomas Jefferson mà ông viết cái bản tuyên ngôn độc lập đó, khi lúc đó ông Thomas Jefferson anh, ông là chủ đồn điền, ông nói là tất cả mọi người sinh ra là bình đẳng, là không phải là ông nói mấy da đen, ông nói ông với mấy cái thằng da trắng này nè, ở bên châu Âu Đúng, nó chính qua đó, xác. thằng Anh Lê, thằng Tây, thằng Mỹ, ông nói Đây căn bản nè, là ông là thằng con Lê cái chứ vui, không phải. con cái mà tôi ngồi tôi buồn cười mà suy nghĩ đi nghĩ lại. Cái người mà được một cái bài gian, anh biết Luther King không? Ok, đúng rồi. À, Đúng rồi, kinh Luther King là một người da đen nổi đấy dậy rồi. chống chế độ phân biệt lông gai. Đúng rồi. Nhưng mà ông là bị ám sát chết. Anh biết không? Anh ơi, cái thằng nô lệ Khoan, tôi mà chưa nói hết điều đó. Khoan, tôi chưa nói hết điều đó. Nếu mà ông ấy mà nếu đầy đủ cái sự phẩm chất nhân quyền của nước Mỹ,
ông đâu có chết đâu, ông nói cho người kỳ thị đúng không, nhưng mà tại sao ông chết thì anh mới hiểu được là ở nước Mỹ này không bao giờ xóa được cái điều đó cả. Đấy là cái chuyện của nước Mỹ. Bây giờ mình quay lại cái chuyện chút của Việt Nam, cái dân ngày sinh nhật Bác Hồ, thì quả thật mình có bây giờ những gì nó còn lại đây thì mình thấy là công nhận nó cái Bác Hồ đó là anh biết, mình có mỗi lần mình nghĩ Bác á, thì mình nghĩ là các bạn, tôi nghĩ hay không nghĩ nhiều lắm, tôi chỉ nghĩ hai điều thôi. Cái điều là cái điều đầu tiên là cái bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam năm 1945, năm ngàn 2 tháng 9 năm 1945. Và tôi nói là mỗi lần tôi nghĩ đến cái bản đó, tôi là không hiểu tại sao mà cái người Việt Nam mình sau khi bị chết đói 2 triệu người mà Bác, mà sức ở đâu mà sức tàn lực kiệt ấy, tức là cái sức lực của người ta không còn một cái gì mà đứng dậy, mà vực dậy cả một dân tộc đứng dậy đòi lại độc lập. Tôi nói thiệt, và không phải để nói không, khi mình nói mình đòi như vậy đâu có trả ấy. Mình phải trả thêm 10 năm nữa xương máu, biết bao nhiêu xương máu để mà mình mới có được cái Nói chung là không không kể tức hết được, là nhưng mà tôi nói thật cho anh biết này, tôi không có ấn tượng gì Bác Hồ lắm đâu. Thật từ xưa giờ mặc dù tôi làm cơ quan tôi không biết rồi, làm để cho làm thôi, tôi không ấn tượng gì cả. lúc này Nhưng mà những lúc gần đây đó, cách đây khoảng 10 năm, tôi ừ. nghe cái bài này lâu rồi, tôi nghe cái bài này lâu lắm rồi, chắc không phải mới đây. Thì hồi xưa tôi cũng xí xó, mẹ bày đặt xạo rồi. Nhưng mà nghe đi lại hoài ấy đủ mà thằng này không phải là một nước nha. Tất nhiên là cái bài Ballad Hồ Chí Minh á, Ok, công nhận. cái bài bài nhậu á, nó khỏi là một Đúng. nước, trong đó có Đúng Tiệp rồi. Khắc nè, Ba Lan nè, có những nước xã hội chủ nghĩa ngày xưa đó, và những người con gái hát lên, nó nói đủ, con gái nào cũng đủ sự kỳ ta, mình nghĩ làm ai nó thật chất tôi đại khái vậy. Tôi chưa hề ấn tượng gì đối với Bác Hồ cả hẳn vậy. Tôi bị tiêm nhiễm giống như anh tiêm nhiễm ngày xưa. Thì anh cầm là tất cả những điều gì mình biết về Bác Hồ nó chỉ xảy ra đến mình sau năm 1975 thôi, trước đó mình đâu có Đúng được nói rồi, suy nghĩ ra đâu, nó mơ hồ quá, chẳng biết gì cả. Và những không có được cái mà đến, ẩn đúng rồi. không được nghĩ đến, không nói đến. Mà ông nói đến là ông là Việt Đúng Cộng rồi. rồi, Đúng ông là rồi, bây giờ đúng rồi. nói thêm một Có điều một này. cái bức hình mà tôi ấn tượng mà tôi giữ hoài tới giờ là tổng thống Nga đó, Vladimir Putin bây giờ đó, vẫn nghiêng nghình cứng cẩn dâng vòng hoa đối với tượng lăng Bác Hồ mà ở Liên Đúng rồi. Xô đó nha. Đúng rồi. Bây Tự giờ thế nhiên tôi này ngồi này. tôi xúc động, tôi hết hầu không. Ông mới đến ông thì đó ông Putin đó là đó ngay ông mới đến Việt Nam, ông cũng ra ông đặt vòng hoa ở Lăng Bác rồi ngay cái đó tuần vừa tôi rồi cái đây. đó tôi không nói cái đó tôi không nói nhưng mà tôi nói là ở cái lăng Lenin á, tức là ở cái chỗ mà Bác Hồ và được dựng tượng đó, Hiểu rồi. mà trong khi đó mà ông đến đó là tự nhiên tôi ngồi tôi chột dạ. Ồ kỳ ta, Để nói nghe nguyên này. thủ một quốc gia ở Một nó nói Bác Hồ đó thì như tôi đó, tất cả những điều gì tôi biết đó là về Bác Hồ đó tôi chỉ biết đến sau đất Mỹ mù thôi. mù mờ lắm, Việc mình cũng mù là mờ lắm. được cái là còn sau này là mình biết rất là rõ ràng. Thì chỉ có 2 điều mà tôi có nhớ hoài, tại vì cuộc đời của Bác rất là dài mà Bác làm rất rất nhiều điều, nhưng mà 2 cái điều mà mỗi lần tôi nói Bác, tôi nói 2 điều. Thứ nhất là các bạn tuyên ngôn độc lập, mà cái điều thứ hai nữa là tại vì cái chuyện này mình chứng kiến cho là thế này, là khi Bác nói là hồi năm 1968 Bác nói là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào, Mỹ cút Ngụy Nhào nha. Thì nói là thì là ông nói tại sao mà lúc đó mà năm 1968 mà Bác có thể là nghĩ ra cái điều đó, mà tại vì khi mà Bác nói là như vậy đó thì cái sự linh thiêng, những cái sự chính xác của cái lời tiên đoán của Bác là nó chính xác đến từng giây một anh. Là tại vì chỉ có khi nào mà anh nhìn thấy cái người lính cuối cùng, cái trực thăng cuối cùng mà nó cất cánh lên thẳng, nó cất cánh thẳng lên từ cái tòa đại sứ Hoa Kỳ ngày xưa đó, mà cái lời người mà nó chở theo cái người lính cuối cùng sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái máy bay trực thăng cuối cùng nó kéo đi cái người lính cuối cùng, thủ có đồng chiến cuối cùng nhé, khi mà còn sống á, Rồi. khi mà là cái máy bay, cái người lính cuối cùng của người Mỹ vào cái máy bay trực thăng, rồi cái máy bay trực thăng nó đóng cửa lại, rồi nó kéo nó
nó cất cánh thẳng lên, nó bay ra khỏi Việt Nam. Là Mỹ cút, người lính Mỹ cuối cùng cút sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh khoảng chừng 8-9 giờ sáng gì đó, à 7-8 giờ sáng gì đó, thì là Mỹ cút, Mỹ nhào. Anh biết không, phải đến sau này khi mà tôi nghĩ là cái lời bác nói thì mình công nhận bác thiêng thật, bác cái là cái lời bác nói là đúng từng giây từng phút một. Ok nha. Ờ, cảm ơn con. Ok. Nhân cái ngày xin việc bác, tôi nói cho tất cả mọi cái những người YouTuber ở đây cái điều là không nên lấy cái like này, là bởi vì hai bạn già nói đúng luyên thôi, chuyện tào lao mi lao, thích cái gì okay. nói cái đó, nó có nói thôi. Nhưng mà cái điều mà quý trọng là ở chỗ là cái ngày hôm nay là kỷ niệm cái ngày sinh nhật của bác. Okay. Mà tôi với các ông mà Peter Phượng này mà đất biết mẹ với bác hộ cả. Okay. Nhưng mà sau khi mà chiêm nghiệm từng trải qua nước Mỹ, điều tra, sử sách, Google, mình mới cảm thấy bác Hồ mình đúng là một người vĩ nhân. Bây giờ các người nói tôi là hai ông già này đủ mà đúng là ôm chân cộng sản rồi bưng bô, tôi chắc nhỏ chứ điều đó quan trọng. Nhưng mà nó khổ nổi Google bưng chân ai bao giờ, mà giờ anh điều điều tra trên Google coi thì Google nó mới nói là 20 nước, 20 nước đã tượng, có nghĩa là đã đưa cho đặt ôi tượng đài. Tập ơi, ơi có tin rồi. Ok, Việt Nam ăn Malaysia 1-0 rồi, hay quá. Wow. Bác Hồ á, quà cho sinh nhật Bác Hồ đó. Ok, 1-1-0. Rồi, vậy xong rồi. Ê, thay gì chào ngừng, Việt Nam, tôi thay gì nghỉ. Chào tất cả mọi người. Mừng chiến thắng. Ê, vỗ tay các vỗ. Thì okay. Hai ông già ở nước Mỹ, mà hai ông già ở nước Mỹ, một ông mới về, còn một ông chưa về, thế thôi. Sẽ về. Thì sẽ về tới giờ. Mình chỉ nói cái điều nào, mình chỉ điều nói là, mình chỉ nói về Phượng, Phượng không biết Phượng đồng ý không biết, nhưng mà mình nói là ngay thời điểm bây giờ đó, cái nước Việt Nam mình nó giống như một cái cây cành hoa sen á. Mà nó vừa chớm nụ bắt đầu nở, nó bắt đầu nó bung ra nở, có nghĩa là chúng ta đang hòa nhập vào thế giới của loài người và một sự mãnh liệt, và người ta cảm thấy đụng tới Việt Nam mình ta cảm thấy e dè, kể cả cường quốc đế quốc Mỹ như vậy. Không biết tôi nói anh, tôi biết nó đúng hay là sai, tôi nói đại bởi vì tôi người con người tôi tính tính như vậy đó. Và tôi nói cho anh nghe rồi nè, những thằng già giống như mình vậy nó buồn cười ở chỗ nha. Tôi hồi xưa tới giờ tôi không biết cộng sản là cái gì nè, bởi vì hồi đối xử mình đâu có biết gì là cộng sản. Anh đã tôi ở trong nước cũng vậy mà, tôi ra đời cũng vậy mà, tôi không có khái niệm gì cộng sản không ơi, khổ. Anh bởi vì bây giờ nói tôi hôm tôi tìm được một tấm hình rất là hay ở Wall Street, Wall Street Journal, cái phòng ở cái chỗ mà Wall Street đây là cái chỗ mà thị trường chứng khoán Hoa Kỳ á, ở Dow Jones. Đúng rồi, Wall Street Journal là ngày hôm qua ngày hôm kia vậy đó, rằng để là trong đó là cờ vàng cờ đỏ sao vàng dữ vô trong đó, tại ông thủ tướng trời ông mà Minh Chính gõ búa tôi đã rồi, tôi đã rồi. Không, cái điều đó mình không nói ra, mình không cần, thì mình không cần bàn cãi chữa nữa, mình chỉ bàn cãi mình là cá nhân thôi. Có nghĩa là tôi, anh và tất cả những người, mọi người ở trên cái cộng đồng mạng này rất là nhỏ nhoi, nó không có là cái gì cả. Nhưng mà tôi nói cho anh nghe nè, anh em tôi và anh thường thường live stream để mà chống lại những luận điệu mà họ nói xấu về Việt Nam, những chuyện vô căn cứ. Cái điều anh nói với tôi và tôi nói anh cái xác nhận đúng rồi không, đúng chứ không đúng đúng rồi.
Nhưng từ ngày mà tôi về nước bây giờ tôi không có live stream. Hiểu rồi. Anh biết lý do tại sao không? Bởi vì trong nước nó yên bình quá, nó thanh thản quá, và tất cả Không rõ biết ràng đâu, hiểu nó không có cái rồi, gì để mà đúng rồi. suy ra chỉ nó là zero 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 phẩy Hiểu một rồi, phần trăm trong cái hiểu đúng đó. rồi, đúng rồi. Thành ra tôi nói nghĩ mẹ Mà hồi quả mình ở quả nước thật ngoài như vậy. hồi xưa ở nước ngoài mình nghĩ trời mà ghê thiệt, ở Việt Nam mà má 30-40 ngàn người nó phản động hoặc là nó gì mình tưởng ghê lắm, đâu có đâu. Đủ tôi về Việt Nam tôi ăn no ngủ kỹ rồi xong thấy thiên hạ y chang. Có một cái bữa nay tôi thú lộ cho anh biết ở cái căn nhà tôi đang ở này, đó là dựa gạo. Anh biết Wow, là anh tôi nói tôi cái buôn chuột xe bán đủ thứ mà hầu như là không hề biết cái đóng thuế nào bạc nào cả. thuế Không từ không tại hả? không không phải đối tượng thuế, không phải, bởi vì không phải là doanh nghiệp, không phải là Đúng doanh nghiệp rồi, họ không có thuế. hiểu. Không, ý tôi muốn nói cái điều này để xảy ra anh hiểu tôi hiểu, nhưng mà cái bọn Đúng chống cộng thì nó rót rào rượu mà là siêu cao thuế nặng rồi. nào rượu tùm lum ta la, Để mà tôi buồn tôi cười ở cái chỗ, tôi buồn cười ở cái chỗ nói với anh nè, tôi bây giờ cái buồn chuyện thuế rồi ông không? nói Cái chuyện thuế đúng rồi. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu thuế, thì là mua cái hot dog ra, mua cái hot dog đồng chứ mà trả thêm đồng là 8, là 9, đâu 6, cái đó là ở 9, nước 10 cent Mỹ, ở thuế. Việt Nam không bao giờ có, khổ vậy. Ok. Không Lại, không lẽ bây giờ tôi dắt iPhone ra tôi chiếu tên nó hơi lố bịch, nhưng mà thôi kệ, nó anh cho tôi tạm có một giấu cái đi rồi. có một cái câu chuyện mà nó vui, nó xảy ra giữa cái ông thủ tướng Phạm Minh Chính với cái bà bộ trưởng bộ thương mại Hoa Kỳ á. Ông ấy đi, bà nói là dân của ông rất Bệnh là giàu, không đủ trình ông độ. cái ngân khố của ông á, ông phải làm cách nào ông phải tăng cái ngân khố của ông lên, tại vì người ta Mỹ họ muốn là cái chính phủ, cái nhà nước Việt Nam nó họ có nhiều tiền, nó tặng họ mua đồ của mua chẳng hạn như là những thiết bị của Hoa Kỳ, những thiết bị quân sự của Hoa Tôi Kỳ. hiểu tôi rồi Cái hiểu hiểu đó hiểu là hiểu ông á, quý vị đó là phải tăng thuế lên, chứ còn quý vị như vậy là không có lấy thuế gì cả. Cái đấy điều đó là điều mình nghe đó, là tại vì cái đúng ông bà mà rồi có đúng nói rồi, chuyện nhưng mà thôi cái nhà nước Việt Nam mình, đó. cái nhà nước Việt Nam mình nó hơi nhân văn. Nhân văn là ở chỗ gì, Có họ chuyện hiểu đó. rằng đất nước đang phát triển và những người dân Đúng rồi, đang cần cái sự đại, tự do không lại dắt iPhone đấy ra là thôi. anh nói chuyện mà tiền, anh nói chuyện tiền nó thiệt đó, là đồng tiền là liền khúc ruột mày. Tôi nói nghe là thiệt, không có cái người, không có nơi nào mà như Việt Nam. Tức là rõ ràng là cái điều đầu tiên đó, mà cái Bộ Thương mại Hoa Kỳ, tại vì cái này mình hợp tác, cái này mình ký những hợp tác rất là to với Bộ Thương mại Hoa Đúng Kỳ, rồi, thôi chứ bây không giờ phải thôi kệ, doanh nghiệp mình tới mình người đi tiếp để tôi xin phép bà chủ cái tôi quay cái camera, tôi quay cái chỗ này chút tôi gặp đó. xíu để chứng tỏ là mọi người hiểu nó không đơn giản, nó đơn giản thôi. Nó mất tiêu ta ở đây. Ok Chuột xa chính đạo, chuột hai xa đừng chính bậy đạo. bạ nữa. Đây để tôi cho Wow, để tôi cho ông coi ha. tôi nói tôi mua mì Anh gà thấy mà tôi gạo chưa không chưa anh thấy gạo chắc không, thấy không? một bao 100 Tôi ký mà wow, ở đây gạo nói từng tấn chứ không có nói chuyện ấy. Anh đâu wow, anh 100 kg đây gì, đây đây trăm đây ký đây gì mà rồi một một tạ trăm ký mà. là một tạ đó, mà đây là khoảng năm chục bao thì anh nghĩ sao? Sao một tạ Đây 53 anh? Có phải hơn chứ anh? thì đó là vậy đi kìa mẹ, mà tôi đâu có biết gì đâu, mệt quá. Tạ Ở đây bán đủ thứ, ở đây đây, đây, đây anh thấy rồi nè, know. bia nè. Anh nghĩ sao vậy? Ông Bao uống cười. cái Anh này thấy để tôi bia liệt không, anh thấy bia không, anh thấy dầu hả, ra. anh thấy không, anh thấy cửa hàng là lớn không, I theo know. anh thì cửa hàng là lớn không, Vẫn và làm ở lớn đây anh. một năm chưa hề đóng một đồng bạc nào thuế. Trốn sâu lậu thuế à? Đâu có trốn đâu, tại không có thuế Đâu đóng thuế chứ đâu có tốn đâu, nó không hỏi cái gì chó gì, đâu kể cả nước ngoài kem cắt cá
rồi thậm chí đây anh nghĩ đồ mày không có đây đồ Mỹ có luôn thấy chưa thấy Vui chưa á, thấy này, ok thấy tôi về chưa đó tôi coi qua, à tôi rồi về tôi ok ghé, tôi bán hàng cho anh ngày xưa nhà cũng có cái quán, bán hàng vui lắm anh, đó có nói chuyện, ok anh. không đóng một đồng thuế nào và từ bà này bà nói là năm mươi mấy năm từ bây giờ bà chưa hề đóng một bạc nào thế à ủa mẹ bởi vậy bây giờ chửi đúng chưa Bây giờ nói nghe nào, ông biết không, ông á, đó anh ở Việt bữa Nam bữa mà anh không nay thế là bữa nay hơi lố bịch chút xíu rồi à, ok không khai khai sản có dùng, khai tài sản đúng ok không ok mình nói nghe, rồi ông ở Việt Nam thì ông tự do, mà ông ta phải đóng nói thuế. rồi nha đứa 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 nào lấy cái clip này là tao chửi lý do sao rụng Để nói chuyện tục, ok thôi giờ mình ngừng đi đi, mình phải đi lên trên Santana ăn cái bữa đê của bác Hồ. Ok chào tất cả, chào Việt chào tất Nam, cả mọi người nha chào tất cả 10 mọi giờ người Việt rồi, Nam ok và bữa nay là ngày sinh nhật Bác Hồ tôi chúc đất nước Việt Nam mình tiến mãi với thời gian và tôi nghe nói Việt Nam ăn bột trái ok number one hiểu rồi, chào Vi Tư ok Phượng ok chào chào anh, chào tất cả mọi người, bye tất cả mọi người đồng ok